Hơn 3 triệu người đăng ký và tham gia Telegram, nhưng làm thế nào để phát triển group Telegram của bạn ngày càng đông member? Dưới đây là các cách để tăng số lượng member group Telegram nhanh chóng mà cực kỳ hiệu quả, tham khảo ngay nhé. Làm thế nào để tăng số lượng member group Telegram hiệu quả? Thường xuyên cập nhật nội dung mới, hấp dẫn điều quan trọng nhất để tăng số lượng member group Telegram là sản xuất nội dung hấp dẫn thu hút người xem. Người dùng khi nhìn vào những nội dung hay, mới mẻ sẽ chia sẻ tới nhiều người biết đến không chỉ chia sẻ bài đăng này với các nhóm mà họ còn khuyến khích mọi người đăng ký kênh của bạn. Từ đó kéo theo lượng member group Telegram ngày càng đông. Chia sẻ kênh Telegram trên các mạng xã hội đây là cách quảng cáo kênh Telegram của bạn với mục đích bắp sắp Telegram, bạn có thể chia sẻ link kênh của bạn lên các trang mạng xã hội đang có lượt người. Tham gia đông đảo như Twitter, Facebook, Instagram hoặc TikTok. Triển khai sự đông đảo đó, bạn có thể thu về được một lượng người vào group của mình. Tham gia vào các nhóm trò chuyện một trong những cách để tăng số lượng member group Telegram hiệu quả đó là tìm kiếm và tham gia các nhóm trò chuyện trên Telegram liên quan đến chủ đề kênh của bạn. Khi có cùng chung một chủ đề, người tham gia sẽ dễ dàng chia sẻ liên kết kênh và thu hút được những người theo dõi mới cho bạn. Tăng số lượng member group Telegram bằng cách trả phí một trong những phương pháp đang được ưa chuộng nhất hiện nay đó là hình thức tăng lượng thành viên kênh bằng cách trả phí. Bạn có thể mua thành viên Telegram và số lượng member group Telegram của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả và không tốn quá nhiều chi phí. Tuy nhiên, việc của bạn là tìm đâu ra đơn vị cung cấp dịch vụ này thật uy tín và đảm bảo chất lượng. Tăng số lượng member group Telegram chuyên nghiệp với Auto Marketing Pro không còn là cái tên mới mẻ. Auto Marketing Pro được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ Telegram trong đó nổi bật là gói tăng số lượng member group Telegram được hàng trăm khách hàng tin tưởng và sử dụng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng mem ảo Việt và Tây theo yêu cầu của khách hàng với số lượng từ 1.000 đến 200.000 member một ngày với chi phí cực kỳ phải chăng cùng với chế độ bảo hành tốt. Luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc. Uy tín, chuyên nghiệp luôn là tiêu chí hàng đầu khi khách hàng hợp tác với chúng tôi. Điều này đã giúp cho chúng tôi phát triển không ngừng trong suốt 10 năm qua nếu bạn đang muốn tăng số lượng member group Telegram, hãy liên hệ ngay với Auto Marketing Pro tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ sao cloud dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok, cam kết dịch vụ bảo hành 3 tháng. Giá cạnh tranh nhất làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline 08 7749 6688 Zalo 08 7749 6688. Tool Marketing pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO CEO, chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website Marketing pro hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.